Higuain, bi kịch của thời đại Messi và Ronaldo, Lionel Messi và Cristiano càng leo cao trên đỉnh danh vọng thì bên dưới càng nhiều nạn nhân mà số phận bị quăng quật và nghiền nát. Gonzalo Higuain chính là biểu trưng. Gonzalo Higuain như chiếc cầu nối giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong thời đại của hai siêu sao này. Anh là đối tác số 1 của Messi tại đội tuyển Argentina, là cộng sự của Ronaldo tại Real Madrid. Được chơi bóng cùng hai nhân vật vĩ đại này, phải chăng Higuain thật may mắn? Không hề, ngược lại thì đúng. Higuain chính là nạn nhân phải nhận bi kịch thảm khốc nhất mà bánh xe thời đại Messi và Ronaldo lăn qua. Vậy còn Xavi, Iniesta, Schneider hay Ribery hẳn sẽ có những ý kiến thắc mắc như vậy. Xavi và Iniesta hài lòng với vai trò bệ đỡ cho Messi tỏa sáng. Schneider và Ribery vẫn tìm ra được lý do để than khóc cho sự bất công. Higuain bi kịch hơn nhiều lần, bởi anh không có cơ hội để kêu than. Anh là tội đồ của lịch sử, là chuyên gia về nhì, là kẻ chiến bại để chìm vào quên lãng trong mọi cuộc tranh đua. Tất cả đều liên quan đến hai cái tên Messi và Ronaldo. Ngược dòng thời gian, trở về những ngày đông ảm đạm tại Madrid hơn 10 năm về trước, giữa điêu tàn hoang phế của đế chế Galactico mà Florentino Perez để lại, Antipita xuất hiện như ánh hy vọng của triều đại Vicente Calderón. Hy vọng ấy không đặt sai chỗ, chỉ nửa tháng sau, Higuain ghi bàn thắng ấn định chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho Real Madrid trước đối thủ Espanyol vòng 34 La Liga. Với 3 điểm có được, Real Madrid xoán ngôi đầu của Barca và tiến tới chức vô địch. Không nhiều người nhớ bàn thắng này. Một năm sau, ở tuổi 21, Higuain ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trước Osasuna, qua đó đội bóng hoàng gia bảo vệ thành công chức vô địch La Liga. Cũng không nhiều người nhớ tới khoảnh khắc lịch sử ấy. Ít ai biết, Higuain là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử cán mốc 100 bàn thắng cho Real, chỉ kém huyền thoại Raúl González và trở thành từ chính lò La Brica của đội bóng hoàng gia. Chẳng ai để ý để đóng góp 121 bàn thắng sau 264 lần ra sân, rồi đem về cho Real 40 triệu euro phí chuyển nhượng từ Napoli. Higuain luôn phải tranh đấu trong thế kém hơn với những tiền đạo lẫy lừng bậc nhất thế giới, từ Raúl González, Ruud van Nistelrooy, Karim Benzema đến Cristiano Ronaldo. Bằng ý chí mạnh mẽ của một chiến binh, Higuain gần như đã phải tận dụng mọi cơ hội ra sân dù là nhỏ nhất để thể hiện và ghi bàn. Điều người ta nhớ là Higuain ghi bàn không bằng Ronaldo và hỗ trợ cho Ronaldo không bằng Benzema. Thế nên anh bị tống khứ vào mùa hè 2013. Càng bi kịch hơn nữa là sau khi Higuain ra đi, Real Madrid chấm dứt cơn khát danh hiệu Champions League bằng 4 chiếc vô địch. Đau thương hơn cho Higuain, chiếc vô địch gần nhất Real, Ronaldo, Benzema đánh bại chính anh và Juventus. Ít tháng sau, Ronaldo đầu quân cho Juventus và Higuain bị tống khứ không thương tiếc. Tuy nhiên, bi kịch lớn nhất của Higuain không nằm ở cấp độ câu lạc bộ mà ở đội tuyển Argentina, và thoát xuống đối mặt thủ thành Manuel Neuer và vua Lê chạch cột dọc tại chung kết World Cup 2014, cả thế giới chứng kiến. Một năm sau, Higuain hai lần sút bóng ra ngoài, một từ cự ly 1m, một từ cự ly 11m trong loạt đá luân lưu trong chung kết Copa America, đồng nghĩa đã bay cơ hội vô địch của Albert Celeste của Messi. Đến Copa America bách niên năm 2016, tình huống tương tự trận chung kết World Cup 2014 được tái hiện. Higuain thoát xuống đối mặt thủ thành Claudio Bravo và dứt điểm chạch cột. Kết quả Argentina lại thua trong loạt đá luân lưu. 3 năm, 3 thất bại trong 3 trận chung kết, Higuain trở thành tội đồ dân tộc và bị bêu rếu là kẻ hủy hoại sự vĩ đại của Messi. Thậm chí có kẻ còn bỡn cợt: Messi không hận Ronaldo mà chỉ hận Higuain. Những câu đùa ác ý như vậy không chỉ một mình Higuain đau mà cả gia đình anh cũng đau đớn theo. Với chừng ấy bi kịch, không ai còn nhớ Higuain đã từ chối đội tuyển Pháp, nơi anh sinh ra, để phụng sự Argentina và ghi được 35 bàn thắng sau 75 lần ra sân. Cũng chẳng ai nhớ Higuain đã bắt vô lê đẳng cấp như thế nào từ ngoài vòng cấm để ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Argentina tại tứ kết World Cup 2014 với đội tuyển Bỉ. Vì vậy, có lẽ trong thời điểm tột cùng tuyệt vọng và ê chề, Antipita đã từng hối hận về quyết định 10 năm trước. Nhưng lịch sử là không thể thay đổi. Higuain mãi là tội đồ, mãi là kẻ vô duyên với danh hiệu, mãi là bi kịch lớn nhất trong thời đại Messi và Ronaldo. Anh như kẻ sống trong vũng lầy của thời đại, ngày càng vùi dần, vùi sâu trong ngao ngán, không thoát khỏi cơn mê. Để rồi hôm nay, để dứt hết chua cay, để chấm hết cơn ê chề, Antipita bước ra và nói: vì niềm vui của nhiều người, tôi xin chấm dứt sự nghiệp tại đội tuyển quốc gia.